Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh nấu ăn của mình nha. Video này mình xin chia sẻ với các bạn món ăn sake lắc phô mai chiên giòn nha. Món ăn này mình sẽ chấm với tương ớt, còn không thôi mình ăn không, tại vì món ăn đó nó có vị ngọt ngọt, béo béo và thơm thơm, sữa tươi và phô mai nữa. Rất là vừa ăn rồi các bạn ơi. Nguyên liệu để làm món sake lắc phô mai chiên giòn gồm có: các bạn chuẩn bị cho mình một trái sake còn sống như thế này nha. Đây là 700g các bạn. Còn đây là bịch sữa tươi có đường nha. Tiếp theo là bịch bột chiên giòn. Và không thể thiếu đó là phô mai con bò cười. Nguyên liệu của mình rất là đơn giản, tạp hóa nào cũng có bán hết. Sake mình sẽ gọt vỏ cho sạch hết nha. Các bạn nhớ là chuẩn bị một thau nước, và mình sẽ cho muối vào trong thau nước đó để mình ngâm sake á. Sake nó đừng có bị đen các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ xắt miếng sake thành miếng vừa ăn nha. Các bạn có thể xắt theo hình dáng yêu thích của các bạn ha. Còn mình sẽ xắt như vậy, miếng vừa ăn như thế này. Rồi mình sẽ cho vào thau mình ngâm nha. Trong thau thì có muối sẵn rồi, mình sẽ ngâm và sau đó đem đi rửa sạch. Giờ thì mình sẽ rửa sạch sake và mình sẽ bỏ vào trong gỗ cho nó ráo nước nha các bạn. Mình sẽ cho hết bịch bột chiên giòn vào trong thau luôn. Sau đó mình sẽ cho 3 miếng phô mai con bò cười vào đây. Thì tùy ý thích các bạn nha. Các bạn muốn ăn đơn giản á, thì mình sẽ cho bột vào và mình đổ nước lọc vào thôi. Mình sẽ để sake vô mình chiên. Nhưng mà mình làm á, cho nó ngon hơn và món ăn của mình á, nó béo và nó thơm hơn á, thì mình sẽ cho phô mai, rồi mình sẽ cho sữa tươi vào đây nha. Mình sẽ cho hết một bịch sữa tươi này luôn, nhưng mà mình sẽ cho từ từ nha các bạn. Giờ mình sẽ cho phân nửa, rồi sau đó mình sẽ dầm ra, dầm nhuyễn ra luôn cho cái này nó đừng có bị cục cục nha. Mình sẽ dầm nhuyễn ra luôn, sau đó mình sẽ cho hết sữa tươi còn lại nha. Mình sẽ quậy đều lên, rồi sau đó mình sẽ cho chút xíu đường, rồi mình sẽ đem đi trộn với lại sake. Mình sẽ cho một muỗng canh đường vào trong bột nha. Tại vì mình thích ăn ngọt, mình sẽ chiên cho cái bánh nó hơi ngọt ngọt xíu. Mình rất là thích. Còn các bạn không thích ngọt thì mình sẽ khỏi bỏ đường nha. Tại trong sữa tươi nãy nó cũng có đường rồi đó, nó vừa ăn rồi. Giờ mình sẽ cho sake vào trong bột ha. Và mình sẽ trộn đều hết, cho sake nó thấm với bột và thấm gia vị hết nha. Thì mình chiên lên á, món ăn của mình nó thơm và nó có vị của sữa tươi phô mai, và cái sake này á nó vị ngọt ngọt, ăn rất là ngon luôn các bạn. Các bạn nhớ là chỉnh lửa nhỏ khi mình chiên nha, và đừng để chỗ ăn của mình nóng quá. Nóng quá mình bỏ sake vào á, sake nó sẽ bị khét và nó không có chín nha. Chỉnh lửa nhỏ thôi. Mình sẽ cho từng miếng vào như thế này. Thì mình một tay làm rồi một tay quay á, nên nó rất là khó. Các bạn xem thông cảm giùm mình nha. Cái cây quay nó bị hư rồi, nó không có quay được, nên mình phải vừa làm vừa quay nè. Mình sẽ cho từng miếng như thế này vào. Các bạn nhớ là chỉnh lửa nhỏ nha. Món ăn của mình á, nó vàng như thế này là được rồi nè. Mình sẽ gấp ra từ từ nha các bạn. Cái nào mà vàng đều hết mình sẽ gấp ra trước. Vậy là mình đã hoàn thành xong món ăn sake lắc phô mai chiên giòn nè các bạn. Món ăn của mình nó rất là thơm mùi sữa tươi và phô mai nha. Còn mình ăn vào thì có vị ngọt ngọt, béo béo, rất là ngon và vừa ăn. Mình chúc cho tất cả các bạn luôn nấu ăn ngon nha. Video của mình đến đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye, chào tạm biệt tất cả các bạn.